Chào mừng quý vị khán giả đã đến với cầu vượt lắp ghép tại nút giao thông Thái Hà Chùa Bộc. Trong video clip ngắn này, chúng ta sẽ cùng đón xem những tình huống vi phạm giao thông hết sức mạo hiểm tại đây. Cầu vượt vừa được khánh thành sáng hôm nay, 26 tháng 4 năm 2012 và bây giờ là 17 giờ 30 phút chiều. Hiện tại cây cầu đã phát huy hiệu quả rất tốt. Hiện tượng ùn tắc đã hoàn toàn biến mất. Điểm đen giao thông gần đó là ngã ba Đặng Tiến Đông, Tây Sơn đã biến đổi hoàn toàn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, người dân tại đây được chứng kiến một giờ tan tầm thông thoáng đến như vậy. Tuy nhiên tại đường lên cầu thì rất nhiều tình huống vi phạm an toàn giao thông đã xảy ra. Đầu tiên là các pha nguy hiểm do người đi bộ tạo ra. Hai thiếu nữ trẻ đang triển khai thế gọng kìm kẹp làn xe vào giữa. Vâng, rất nhanh và nguy hiểm. Một tình huống khó cho bất cứ lái xe nào gặp phải các chị. Và đây, áo sát nách, túi xách trắng kiểu Hàn Quốc, chị đang sải bước như trên sàn catwalk không cần dùng cầu vượt. Liệu có va chạm xảy ra không? Chị vẫn bước. Quá rồi, thật là may mắn. Tiếp theo là một người đàn ông trung niên, anh cao khoảng 1m60, mặc áo phông trắng sơ vin quần âu, vóc dáng bệ vệ nhưng anh di chuyển hết sức liều lĩnh. Mọi người phải tránh anh, một phong cách rất thiếu ý thức. Pha qua đường của một lão tướng, ông di chuyển chậm nhưng chắc chắn, trên tay ông cầm một loại khí cụ đặc dị, khi ông giơ lên là dòng người sẽ phải giãn ra. Hình như đó là một tờ báo cuộn tròn. Không, đó là một cây quạt. Vâng, chính xác là một cây quạt. Với cây quạt của mình, cụ đã qua đường thành công và không gây tai nạn. Đúng là trẻ cậy cha già cậy quạt. Tiếp theo là pha qua đường bằng xe tay ga của một thiếu nữ, mặc dù có biển cấm nhưng chị vẫn vòng xe. Nguy hiểm quá, một pha lạ tay lái rất dẻo, may mắn là đã không có tai nạn xảy ra. Mất đà rồi, dòng xe đang gầm lên những tiếng giận dữ khi người đàn ông lao sang làn đường ngược chiều. Liệu anh có gây tai nạn không? Rất chậm, rất chậm, rất chậm, anh đang tỏ ra hết sức nguy hiểm. Như vậy là anh đã quay đầu thành công. Thật khó tin là anh chưa gây hại cho ai. Váy ngắn, giày cao gót và chở công kênh. Chị đang thách thức hàng trăm mô tô và xe máy. Rất thuần thục, có lẽ chị đã vi phạm giao thông nhiều lần. Tiếp theo là pha quay đầu của một thiếu niên. Đúng là tuổi nhỏ liều cao. Không biết tại trường lớp cháu đã được học gì về luật an toàn giao thông. 1, 2, 3, đã có 3 trường hợp vi phạm luật. 4 rồi, thêm một người vòng xe tại nơi bị cấm. Vâng, và 5 rồi, nguy hiểm quá. Chút nữa thì tai nạn đã xảy ra. 5 pha vi phạm giao thông trong vòng chưa đến 30 giây, đây chắc chắn là chuyện ngày nào cũng có. Cuộc đời thật lắm gian nguy, tại sao đi kiểu nhà tùy thế em? Vâng, cách qua đường của chị làm tôi chợt nhớ đến câu thơ: em ngược đường ngược nắng để yêu anh, ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi, ngược cả lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi vô định cánh chim trời. Vâng, các chị đang đi theo kiểu ngược đời. Trên màn hình quý vị đang là một nam thanh niên sơ mi đi xe Wave. Anh đã ra dấu xi nhan rồi. Như vậy là anh quyết định đi sang làn đường ngược chiều. Vâng, bất chấp cả ô tô, bất chấp xe máy, anh đi quá dị nếu so với người bình thường. Vâng, rất nhanh, ai dám nói là phụ nữ không dám liều. Thêm một nhân tố mới rồi, một nhân tố mới, chị không thèm đội mũ bảo hiểm và đã phi lên cầu rồi. Như vậy là chỉ còn một người đàn ông bơ vơ giữa dòng người xuôi ngược. Liệu anh có qua nổi không? Không thể hiểu nổi tại sao anh không dùng cầu vượt nơi chúng tôi đang đứng quay phim đây. Chỉ có cách vài bước chân thôi. Thưa quý vị khán giả, thành phố Hà Nội đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để nâng cấp hệ thống giao thông. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ còn cần nhiều tiền bạc và thời gian hơn nữa để nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Nếu không, những cảnh tượng này chưa biết bao giờ mới chấm dứt.